xa không cứu được lửa gần. Lũ là cô lập, đôi khi mất liên lạc. Vì vậy, lực lượng cứu hộ vô cùng khó tiếp cận được những vùng lũ quét nước chảy xiết. Bão lũ, nhất là lũ quét thì không có một giải pháp nào tốt hơn là cách phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Và phương châm 4 tại chỗ ở đây cần phải cụ thể hóa đến từng hộ gia đình. Quảng Trạch là một huyện thuộc phía Bắc tỉnh Quảng Bình. Đèo ngang là ranh giới giữa huyện Quảng Trạch và tỉnh Hà Tĩnh. Quảng Trạch nằm tiếp giáp với thị xã Ba Đồn, phía Tây giáp với huyện Tuyên Hóa, một mặt hướng ra Biển Đông. Quảng Trạch có 35 km bờ biển, có sông danh nổi tiếng trong lịch sử Trịnh Nguyễn Phân Tranh và sông Ròn đổ ra Biển Đông. Xét về đặc điểm địa lý, Quảng Trạch vừa có sông lớn, vừa có bờ biển chạy dài, lại có khu vực địa hình núi cao, vùng bán sơn địa. Vị trí tự nhiên đã khiến cho Quảng Trạch năm nào cũng bị thiên tai lũ lụt. Năm nhiều thì vài ba trận lụt, năm bảy trận bão. Mỗi địa hình lại cần có một giải pháp phòng tránh ứng phó với thiên tai khác nhau. Điều này đã gây ra rất nhiều áp lực và khó khăn cho việc chỉ huy điều động lực lượng 4 tại chỗ của huyện ứng cứu giữa các vùng. Cùng một thời điểm, có thể hàng chục con tàu bị đẩy ra biển khơi, cùng với tính mạng của ngư dân trên biển và hàng trăm con người đang chới với dỡ mái ngói ra để tìm đường thoát, để cầu cứu lực lượng cứu hộ. Trong khi đó, các con đường đều đã ngập, lượng tàu thuyền đủ sức cứu hộ trong vùng lũ và khu vực thiên tai rất hạn chế về số lượng. Những cây cầu bị cuốn trôi, lũ trên sông Danh và sông Ròn luôn dữ dội cuồn cuộn. Bởi Quảng Bình là vùng đất hẹp nhất của dải đất hình chữ S. Từ thượng nguồn đến cửa biển chỉ có vài chục cây số. Lũ quét từ thượng nguồn đổ dồn xuống bất ngờ, khiến cho người dân chưa kịp phản ứng gì thì nước đã dồn đến vùng hạ du. Độ chênh lệch giữa độ cao của vùng thượng nguồn, hai con sông lớn và hạ nguồn đã khiến cho tốc độ dòng lũ luôn chảy xiết từ đầu nguồn cho tới tận cửa biển. Bão lũ ở khu vực Quảng Trạch luôn có diễn biến phức tạp, khó lường về hậu quả. Chỉ tính riêng một mùa lũ năm 2016, huyện Quảng Trạch đã thiệt hại mất một người và hư hỏng 143 tỷ đồng tài sản vật chất và cả nhân dân. Tất cả các xã trong huyện đều đồng loạt hứng chịu những ảnh hưởng của thiên tai trên diện rộng. Những lực lượng cứu hộ mạnh nhất của huyện như quân sự huyện, công an huyện, dù có cố gắng dùng những phương tiện nhanh nhất, có thể như ô tô, tàu, thì vẫn chỉ có thể đến được với các hộ dân khi lũ đã ập vào. Vì vậy, giải pháp phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ từ mỗi hộ gia đình được chính quyền đặc biệt quan tâm. Đối với cái việc mà để di dân mà những cái đối tượng mà có cái nguy cơ mà thiệt hại lớn trong lũ thì cái phương châm của chúng tôi là chỉ là di là ở một số thôn thì có kiểu nhà cũng là tương đối kiên cố, cho nên chúng tôi vận động là trước khi mà mưa lũ đến là vận động những người mà có cái nguy cơ bị tổn thất là cái nhà thấp lên nhà cao. Còn cái phương tiện để mà ứng cứu kịp thời thì xã thì cũng chỉ có là được một cái chiếc thuyền gỗ của một cái hộ dân, nên có việc gì mà để mà khẩn cấp xảy ra thì cũng có cái chiếc thuyền đó để mà cơ động mà ứng cứu những cái tình thế khẩn cấp nhất. Còn thì tất cả mọi việc cũng có thể chủ động được, phải di dân thập lên cái nhà cao, nhà kiên cố, phải giúp nhau trong vùng. Trong xã thì cái tỷ lệ nhà kiên cố, nhà cao, nhà canh gác mái để tránh lũ được khoảng bao nhiêu phần trăm? Thì tỷ lệ nhà kiên cố của địa phương thì khoảng được 80%. Là cái nhà cao với nhà tương đối kiên cố. Tại Quảng Trạch, công tác xây nhà tránh lũ cho người nghèo, hộ cận nghèo được khéo léo lồng ghép vào các chương trình mục tiêu của địa phương và các đợt tuyên truyền vận động của các tổ chức đoàn thể. Người dân ở đấy thì chỉ có biện pháp là sau đấy thì họ cứ có đối
Đối đoàn về hồi chỗ là nhà vật lũ thì họ làm được cả cái nhà vật lũ á, câu cáo đó thì họ treo lên trên đó chứ không biết sáng mà sống vì chúng vì lũ hết. Chỉ có cha tôi là hồi chỗ khi được 15 triệu, 20 triệu thì con tôi nghèo quá ấy, thì tôi nghèo quá không có mà bỏ bố làm thì là đến cái xã hồ cứ đến đồng viên này thì chứ chưa làm được thì sau đây hãy chứ không biết ráng xã không có kinh phí mới cho. Thì là bắt đầu là từ đó đến chứ là lên đến cái lụt 2007 này sống đi đến cái lụt này lấy tổ hơn 2007 này là hành đào trọc loạt cái đó thì tôi chứ. Sau cái trận lụt lịch sử thì ở huyện Quảng Trạch bị thiệt hại rất là lớn. Tổng thiệt hại của trận lũ đợt 1 là ước tính khoảng gần 150 tỷ đồng. Và bằng cái việc là trong quá trình trước, trong và sau lũ thì Ủy ban nhân huyện cũng như các địa phương đã tập trung chỉ đạo về là cứu trợ, hỗ trợ là khắc phục bão lụt. Thì cùng với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành từ trung ương cho đến tỉnh và các đơn vị trong và ngoài huyện thì trong thời gian vừa qua đã có khoảng gần 200 tỷ đồng từ các từ quà và tiền mặt của các tổ chức để giúp cho bà con nhân dân trên địa bàn toàn huyện là khắc phục bão lũ. Song song với đó thì bằng phương châm 4 tại chỗ thì sau ngay sau lũ thì Ủy ban nhân huyện cũng đã chỉ đạo là các cái đơn vị công an quân sự rồi là đoàn thanh niên để về tại các cái nhà dân ở vùng bị ngập nặng, là các trường học, các cái trạm xá để giúp cho là nhân dân là khắc phục bão lụt, các cơ sở là khắc phục bão lụt. Và với phương châm của huyện thì phải tạo điều mọi điều kiện sớm nhất để cho học sinh được sớm đến trường và bà con nhân dân là sớm ổn định cuộc sống. Chính vì thế cho nên chỉ sau gần một tuần thì tất cả các trường học trên địa bàn huyện thì đã được trở lại, học sinh được trở lại trường học và bà con nhân dân thì hiện tại đang ổn định được cuộc sống. Việt Nam là một nước thường xuyên phải hứng chịu nhiều thiên tai. Trong công cuộc phòng chống thiên tai trải qua các thế hệ, nhiều bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá đã được đúc kết ra từ thực tiễn. Một trong những bài học đó hình thành nên từ phương châm 4 tại chỗ. Phương châm 4 tại chỗ xuất phát từ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác hộ đê, phòng chống lụt đối với hệ thống đê điều của đồng bằng Bắc Bộ và Bắc khu 4 cũ từ đầu những năm 1970. Ngày nay đã được mở rộng ra, áp dụng trong toàn bộ lĩnh vực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Quá trình thực hiện của các phương châm này đã bắt đầu được cụ thể hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật từ năm 2006. Phương châm thể hiện là một định hướng chiến lược, cách thức chỉ đạo, đối phó chung với một vấn đề, tình huống hay sự kiện. Cụ thể, trong lĩnh vực này là phòng chống lụt, bão. Cũng có thể hiểu, đây là chủ trương chỉ đạo từ cấp trung ương hoặc từ cơ quan chuyên trách ở trung ương đối với các cấp dưới. Từ tại chỗ chỉ là tại một đơn vị hành chính tại địa phương cụ thể như tỉnh, huyện, xã, hoặc cũng có thể hiểu đơn giản là tại một phạm vi nhất định nào đó như trong một hộ gia đình. Phương châm 4 tại chỗ thường xuyên được sử dụng trong phòng chống thiên tai, có thể được hiểu chung là mỗi hộ gia đình, mỗi địa phương cần phải tự chuẩn bị cho mình đầy đủ những gì cần thiết nhất để thực hiện việc phòng ngừa, ứng phó với thiên tai xảy ra ở địa phương tại bất kỳ thời điểm nào. Đồng thời, phải đáp ứng được yêu cầu cứu trợ cho bản thân gia đình hoặc địa phương mình, sẵn sàng hỗ trợ các gia đình và các địa phương khác trước khi các lực lượng ở bên ngoài đến hỗ trợ. Ở huyện Quảng Trạch thì có các cái xã ven sông Chanh, đặc biệt là các xã ven sông Chanh như Phù Hóa, Cảnh Hóa, Quảng Liên, Quảng Trương, Quảng Thanh, là những xã mà thường xuyên bị ngập lụt khi mưa bão đến. Và bởi thế cho nên là những người dân ở đấy là người ta rất chủ động trong quá trình thực hiện các cái phương châm 4 tại chỗ. Trong quá trình làm thì nhà cửa thì thường thường là ta xây nền móng rất là cao, rồi là có những cái các lửng để là khi mà mưa lũ đến thì người ta di chuyển đồ đạc và con người để ở trọ ở trên đó. Còn đối với gia súc gia cầm thì thường xây các cái chuồng trại cao, bỏ thức ăn khô lên ở các cái chuồng trại đó, rồi là khi mưa lũ đến thì chuyển trâu bò và gia súc lên ở trên cao để là phòng tránh mưa lũ. Trong quá trình trong cuộc sống thì người ta cũng khi mà xảy ra mưa lũ thì các cái cộng đồng dân cư ở các khu vực mưa lũ người ta thường giúp nhau để vượt qua
và khi hoạn nạn xảy ra thì giúp nhau chuẩn bị là các cái bè nứa, cái bè gỗ hoặc là những cái mà có thể là giúp nhau để vượt lũ được thì người ta đều chuẩn bị trong quá trình thực hiện cái phương châm 4 tại chỗ. Bởi thế cho nên là khi xảy ra mưa lũ thì trong thời gian vừa qua thì bằng việc tuyên truyền vận động của các cấp các ngành khi là trước khi mưa lũ đến, bởi thế cho nên là mặc dù là lũ rất là lớn nhưng mà huyện Quảng Trạch thì về thiệt hại về người là rất là ít, do là chúng ta làm tốt công tác 4 tại chỗ và việc lãnh đạo thực hiện phương châm 4 tại chỗ đã góp phần tạo nên cái hiệu quả rất lớn trong việc là cứu hộ cứu nạn và giúp những người dân vượt lũ trong vừa qua. Ven sông Danh, nơi con lũ vừa đi qua, dấu vết của trận lũ lịch sử liên tiếp vẫn còn hiển hiện. Sông Danh vẫn một màu đục ngầu phù sa ối đỏ vàng cạch. Cây cối tàu thuyền vẫn rát rạt áp về một phía. Một ngôi nhà vừa bị lũ thúc đổ tung cả hai vách tường. Gia chủ sau lũ đang chủ động dọn dẹp đống đổ nát. Họ đang cố gượng dậy sau lũ, chủ động và kiên cường vươn lên trong mọi khó khăn là đặc thù của người dân vùng lũ thường xuyên bị thiên tai. Nhà từ cái lúc cái lụt lớn nó đã đổ một phần rồi, sau cái lụt to tiếp nó đổ hai lụt lớn nó đổ luôn. Rồi cái lụt to đấy nước đấy nó chảy vào mạnh quá thì sóng nó đập rồi là nó bị vỡ xuống, nó bị sập xuống. Thế là cả phía trước và phía sau. Trên gương mặt của họ vẫn còn lộ rõ trạng thái hoang mang vì chút xíu nữa thôi, cả gia đình họ đã không giữ nổi mạng sống của mình. Cảnh nhà đông con, kinh tế khó khăn nên anh chị chưa thể xây nhà tránh lũ. Họ đã học theo kinh nghiệm dân gian tại địa phương, chọn những cây gỗ cứng làm xà để gác mái cha lên tránh lũ. Những dòng lũ bị bức tường bao chắn nên dồn toàn lực thúc thẳng bay cổng chính và làm sập tường nhà. Tường đổ thì cái gác tránh lũ không còn điểm tựa, tất nhiên sẽ trôi. Nhưng rất may, những người hàng xóm xung quanh có nhà kiên cố tránh lũ đã kịp thời trợ giúp họ an toàn. Thì cũng trước khi báo cáo về chính quyền địa phương thì về xã thì họ cũng quan tâm đến gia đình địa phương thì đến là để giúp đỡ gia đình ủng hộ để khắc phục lại cái lụt sập nhà sập đồ, thì gia đình cũng khắc phục và tu sửa lại thì anh em bên địa phương chính quyền họ cũng đồng viên để khắc phục lại sửa khắc phục lại ngôi nhà thì cũng có nên nếu mà chính phủ giúp đỡ cho gia đình chúng ta mà điều kiện riêng để làm cái lại cái ngôi nhà để vượt lũ cho để khắc phục lại ngôi nhà. Trên những con đường làng vừa mới trải qua hai trận lũ liên tiếp, người dân lại tiếp tục gọi nhau đi xúc bùn non. Mỗi hộ dân là một tế bào nhỏ của xóm làng. Khi thiên tai, họ bấu víu vào nhau. Nhà nào cũng chủ động phòng tránh, chủ động vớt nhau. Khi lũ rút đến đâu, họ dọn nhà đến đó, rồi vừa việc nhà, việc làng. Người dân trong thôn lại cùng nhau dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giữ gìn vệ sinh môi trường sau lũ. Năm nay lũ chồng lũ, hai rồi ba cơn lũ lịch sử nối tiếp nhau. Bùn non dày hết lớp này đến lớp khác như thử thách lòng đoàn kết của người thôn quê lũ. Về trước cái tình trạng ngập lũ thì vì cái địa phương ở đây thì là một cái địa hình khá phức tạp vì có 5 đến 7 thôn là trong diện ngập lũ hoàn toàn, nên khi mà tình huống lụt xảy ra thì cả thôn nội thương chuẩn bị cô lập. Về cái công tác chỉ huy thì về địa phương thì phân công trực 24/24 và đã chỉ đạo về trực tiếp cho các cái tiểu ban địa cơ sở là tăng cường công tác là 4 tại chỗ và sử dụng 4 tại chỗ để nhằm hạn chế tối đa cái rủi ro về thiên tai xảy ra đối với cả bà con dưới vùng ngập lũ. Còn về cái cơ sở về trên địa phương thì luôn trực 24/24 để tiếp nhận các cái thông tin rồi các cái phương tiện chở cả hàng cứu trợ rồi về để tập hợp rồi chuyển về rồi hỗ trợ cho những cái bà con vùng ngập lũ. Và bên cạnh đó thì cũng là dùng các cái phương tiện của địa phương và những cái phương tiện của cấp trên để vận chuyển bà con từ nơi thấp đến nơi cao rồi để đảm bảo an toàn tính mạng về người và tài sản.
độ thiệt hại vẫn chưa dừng lại ở đó. Sự khốc liệt của mùa lũ năm 2016 xem ra càng lúc càng nặng khi đi sâu vào trong những ngõ nhỏ của các ngôi làng dọc theo triền sông Danh, sông Ròn. Một, hai, ba, rồi sau đó là hình ảnh của hàng loạt ngôi nhà rường truyền thống bị lũ phá hủy. Có ngôi nhà còn bị lũ cày xới bới sâu xuống nền nhà quá nửa mét. Ván thưng, tường vách bung đi đâu hết. Lũ chảy xiết đến nỗi khó tìm nổi những tấm vách hay mảnh tường quanh nhà nữa. Người dân vùng này, phần lớn lực lượng lao động trẻ đi làm ăn xa. Ở nhà đa phần là cha mẹ già, các em nhỏ. Có lẽ vì thế mà không khí có vẻ u ám và vắng vẻ. Trời sắp mưa thì là lũ thì họ báo đông là nấy lũ có đi một tên kia là họ vừa đi là nước ven tràn, tự nhiên lan tràn, hắn chạy là tôi không thấy gì nè, là bắt đầu là chú là hắn chạy đổ lên xiết qua đây là hắn chạy ô là hắn vô là cả một cái bãi tre một trên là hắn đóng vô cái da tôi là hắn đóng hắn tân đến cái cây nữa là tôm vô trong lông chỗ chỉ nữa cái thằng cháu hắn đặt tôi chạy được là bắt đầu là nghe trùng ru ru là cái nữa là hắn bể ba cái cột ní là hai cột là hắn dệt một sau là một cái cột tôi đang thả vô đổ đi là đổ một tay cột đổ lên bể cả. Gần đó lại là một ngôi nhà không còn vách. Một chiếc tủ lớn bị lũ cuốn trôi ra vườn sau nhà vẫn còn nằm đó. Chủ nhà là một cụ bà đang có ý không muốn dọn dẹp nữa. Nhìn cảnh những người già ngồi ở cửa nhìn ra từ những căn nhà bị hở trước chống sau, có lẽ khó có thể hiểu phương châm phòng chống thiên tai bốn tại chỗ tại địa phương như thế nào. Lực lượng tại chỗ đâu mà không chẳng chống nhà cửa? Phương tiện tại chỗ ở đâu ra mà chạy lũ cho an toàn? Chỉ huy tại chỗ ra sao trong hoàn cảnh dòng lũ có sức công phá mạnh như thế? Rồi công tác hậu cần tại chỗ nữa? Muôn vàn câu hỏi gắn với từ tại chỗ được đặt ra trước những thiệt hại đang hiển hiện. Nhà cửa thì trôi tứ tung, khu dân cư lại toàn người già, trẻ nhỏ. Lũ thì bất ngờ và dữ dội, vậy mà tất cả vẫn an toàn. Đó là cái mấu chốt của phương án phòng chống thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ tại địa phương. Cạnh ngôi nhà rường của bà Hoàng Thị Phới là ngôi nhà tránh lũ của con trai bà. Vợ chồng con đi vắng nên nhà chỉ có hai ông bà ở nhà trông nom. Ngay từ khi dự báo thời tiết trung hạn do Trung tâm Khí tượng Thủy văn cảnh báo sắp có mưa lớn ở miền Trung, thì chồng bà là ông Hoàng Quốc Toàn đã gọi những thanh niên còn lại trong làng đến để khiêng đồ đạc từ căn nhà rường sang căn nhà tránh lũ mà ông bà đang ở. Biết mình già yếu, trong nhà con cái đi xa, hàng xóm đều vắng bóng người khỏe, nên ông đã chủ động chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho việc đón lũ. Trước khi mà nghe tin lụt á, thì tôi thấy là cái đất ở đấy là hàng năm có lụt. Thì mình xoàn đi mà không, lụt nhỏ đi nó không đến nổi. Thì tôi, mẹ của tôi đi khỏi thì tôi mượn anh em thằng họ xoàn trước ấy. Xoàn nặng hồi này là trời không lụt mà tôi đi gửi xoàn cho chú hoặc chú bác ấy. Thế mà không lụt không đến nổi, không lụt thì sau đó khỏi lụt thì mình đi xuống. Thế sau rồi mà xoàn xong bắt đầu là nạc ấp vô vào là tôi là... À, cả cháu hắn bảo là dù chú đi tác bò đi ở nhà cả con xoàn nữa. Tác bò đến là về là vừa lụt, gần lụt nhà. Cái xoàn hái nhà thì nhà thì tôi cũng cất trên gác còn nhiều rồi. Những cái ghế, thế cái gì ngồi vặt rưỡi thì mình để ngồi dưới thì vừa xoàn kịp.
thì vừa nàn trũi. Thì đây, mọi mùa mọi năm là cái tôn tôi xuống xây được tôi bê rô tôi thường xung quanh, nhưng mà đợt nếu giờ kịp cái thối hàn trũi bẩn ấy cả. Chăn màn giường chiếu ông bắc thang đưa lên gác tránh lũ. Lần lũ đầu nhà tránh lũ của ông chỉ ngập trên đầu gối. Trận lũ sau thì vết lũ ngập quá đầu người. May là ông chủ động dọn dẹp chằng chống cửa nhà chu đáo nên đồ đạc không bị trôi mất. Chiếc tủ mà vài phút trước quý vị khán giả nhìn thấy nằm ở khu vườn nhà hàng xóm chính là cái tủ thờ mà ông không muốn di chuyển. Phần do không nghĩ lũ lớn hơn lũ lịch sử năm 2010, phần cũng không muốn di chuyển chân nhang. Giờ lũ rút, ông nhờ được người mang đồ ra lau rửa, nên lợi dụng nước lũ rút đến đâu, lau dọn đến đó. Thành ra, trên bàn ghế ít nhiều, vẫn còn vết bùn non còn đọng lại. Giờ ông bà cũng lại cùng nhau lau lại lần nữa. Chủ động tránh lũ đã giúp cho ông bà có một cuộc sống an toàn sau lũ. Không chỉ gia đình ông mà ở cái xóm nhỏ này, bên cạnh mỗi ngôi nhà rường truyền thống của ông bà, bố mẹ, các gia đình đều xây dựng những ngôi nhà tránh lũ kiên cố để cho con cháu mình. Vì vậy, khi lũ, người sinh sống ở các ngôi nhà cấp 4 đều di chuyển sang nhà tránh lũ dễ dàng. Ngược lại, lực lượng tại chỗ chính là những người có nhà tránh lũ, không phải chạy lũ, sẽ chủ động cứu giúp những người có nhà ở bán kiên cố, nhà cấp 4 truyền thống. Lũ lúc đầu đã đến là 5 giờ tối sáng là bắt đầu nước vào là hắn chảy là bắt đầu cái lụt đầu là hắn lên qua ba cái lề đốn tay nữa lên bắn qua đấy đắng qua cái hai cái giờ trả từ những cái gạt về như thế này. Xong đến cái lụt thứ hai thì băng ngang luôn cái theo bóng mà trôi xuống thế này. Mà đây hắn chảy mạnh quá hắn quẩn tứ tí nên hắn quẩn xuống là hắn đau là hắn trúng là u là cái nơi tôi có cái thằng cháu ở bên kia là hắn bỏ cái giày sang hắn ôi ô sang đấy cho con kéo sang chứ ôi đấy ô chết là cái này tôi là bắn qua cái giày cháu con kéo qua bên nữa lên kéo qua cái da nữa hắn cho tôi ngồi chứ con tuống biển mà nắng này là tuống bơi được này là cái này thằng cháu hắn đứng bên kia là hắn bỏ cái giày qua là hắn kéo qua cái da đó hắn nói ô sang đấy ô chết thì đến khi tôi sang là bắt đầu là tôi ngồi là tôi nghe anh tụng là gu gu là cái da bên kia này hồ nói cái da tuyến chấp rồi lại khi nó kéo qua cái da ngang da này sao sao là anh kéo điện ra chứ đi tí cái thằng cháu mới cho cái dây điện nó rồi thì bắt đầu nó lên nó tẩu thảm anh mới mua cái dây điện nó lên mặc cho tôi ngồi trên gác á trên cái nhà cấp 4 nó có người đấy gọi là cái trá thì tôi ngồi ở trên đá trên đấy là tôi nghỉ trên đấy luôn khi nào nạc ra cái tôi mới xuống lúc mà cụ ngồi trên đấy cụ nhìn thấy nước lũ nó còn cuộn vào trong ôi giời ghê gớm cuồn hẳn lên là còn nghĩa là những dấu chỗ mà đụt rất là hẳn dứng lên khoảng một lô 80 phân đến 1 mét cuốn ạ. Bởi vì cái cột trách cái cột mà trên và ngoài dưới cột là có như cách là 30 phân. Đấy nữa hẳn dốc nạc hẳn chạy mạnh lắm. Trong mưa lũ thì việc mà giúp nhau giữa các cái người dân và các cái hộ gia đình ở trong cộng đồng dân cư là một việc rất quan trọng và có hiệu quả rất là lớn. Khi mưa lũ mới xảy đến thì việc chia cắt do là mưa lũ rồi là cho nên là các cái gia đình mà ở gần nhau mà tôi giúp đỡ nhau là rất có hiệu quả. Không chỉ chủ động tìm chỗ tránh lũ an toàn cho hai vợ chồng già, vợ chồng ông Toàn đã sử dụng nhiều kinh nghiệm được đúc rút từ bản thân và cuộc sống của người dân trong vùng để chủ động phòng chống thiên tai.
ông cẩn trọng giữ gìn nguồn nước sinh hoạt của gia đình bằng cách dùng khăn để chèn chặt khe của tấm nắp bể, rồi cẩn thận dùng ni lông trùm lên miệng bể. Sau đó, ông dùng dây nịt buộc chặt miệng bể lại. Giếng nước ông cũng làm tương tự như vậy. Nhờ đó mà sau lũ, nguồn nước sạch hợp vệ sinh vẫn đủ dùng cho sinh hoạt. Những ngôi nhà rường, nhà truyền thống hiện hiện cạnh những ngôi nhà tránh lũ kiên cố như sự minh chứng cho tính tự chủ trong phòng chống thiên tai của người dân. Người dân hoàn toàn vẫn có thể giữ được những nếp nhà rường quý giá, vẫn có thể sống trong đó chỉ cần khi có mưa lớn, họ chủ động di chuyển lên nhà tránh lũ xung quanh đó. Mỗi gia đình ở đây luôn chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm, đủ dùng cho gia đình trong vòng 7 ngày. Mọi người dân ở đây đều hiểu về phương châm 4 tại chỗ trong phòng tránh thiên tai. Họ chủ động đảm bảo an toàn cho mình, cho người thân và tài sản của mình. Chẳng hạn như gia đình ông Toàn, ngoài việc lo chỗ ở cho hai ông bà và chủ động cất đồ đạc, ông còn làm một cây dơm trên cao cách mặt đất gần 2 mét để đảm bảo dù có mưa lũ thì gia đình ông vẫn đủ dơm dạ cho đàn bò của mình. Còn gia đình ông Hoàng Trọng Vang, trước khi các con xây nhà tránh lũ, thì năm 2002, ông bà đã chủ động làm cầu thang tránh lũ cho bò. Bởi chỉ một điều đơn giản, ông thấy khi lũ về mà cứ phải đuổi bò lên núi thì thấy vất vả và đôi lúc không an toàn do phải đi qua các khe nước, khe suối hay ven sông bị ngập. Đồng thời, không có thời gian để thu dọn đồ đạc tránh lũ. Để giảm thiểu thiệt hại, ông bà đã dành dụm được 15 triệu để xây nhà tránh lũ cho trâu bò. Mỗi hộ gia đình ở Quảng Trạch lại có một cách phòng chống thiên tai cho riêng mình. Nhìn chung, họ sống khá chủ động. Nhờ vậy mà mức độ thiệt hại về vật chất được giảm thiểu, công tác đảm bảo an toàn tính mạng cho con người khi có thiên tai luôn được đặt lên hàng đầu. Cái công tác chỉ huy mà lực lượng tại chỗ thì chúng tôi thực hiện là khá tốt. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn thì về khi mà bão lũ xảy ra phải trực 24/24 giờ. Và trước khi mà bão lũ xảy ra thì chúng tôi đã là có cái quán triệt cái tinh thần đến khi cả cái tiểu ban phòng chống ở các thôn phát huy cái vai trò tại chỗ để có việc gì là phòng là chính. Còn khi mà lũ đã xảy ra thì trong lũ mà nước chảy cuồn cuộn nữa thì không làm gì được. Cái đó thì chúng tôi thực hiện là tốt. Phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ đến từng hộ gia đình là giải pháp tốt nhất để người dân chủ động hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.